Mẹ Trúc Nhi dường như xúc động khi được vào thăm con. Tối ngày 16 tháng 7, Bệnh viện Nhi đồng thành phố cho biết hai bé cặp song sinh dính nhau, Diệu Nhi Trúc Nhi đã tỉnh dần. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện, tổng chỉ huy ekip hồi sức hậu phẫu cho biết là cả hai bé đều ổn nhưng vẫn còn đau. Bác sĩ đã hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ hô hấp cho các bé. Bên cạnh đó, vết thương mổ tách hai bé tuy đã được ekip bác sĩ tạo hình thành công nhưng rất phức tạp nên cần được theo dõi sát, chống rét, chống nhiễm trùng, nhiễm khuẩn. Hai em Trúc Nhi, Diệu Nhi đã được dùng thuốc an thần và giảm đau. Bệnh viện Nhi đồng thành phố chia sẻ hai bé sẽ nằm trong phòng hồi sức ngoại theo dõi từ 12 đến 24 tiếng, thậm chí có thể lên 48 tiếng đồng hồ để theo dõi biến chứng. Mỗi bé có hai bác sĩ, 4 điều dưỡng hỗ trợ theo dõi liên tục. Cứ 12 tiếng đồng hồ các bác sĩ sẽ họp giao ban tình hình sức khỏe của hai chị em. Được vào thăm con trong buổi sáng cùng ngày, mẹ của hai bé Trúc Nhi, Diệu Nhi đã có những chia sẻ xúc động được bệnh viện Nhi đồng thành phố ghi lại. Mẹ mới vô thăm hai em rất là ngoan, vì còn đau nhiều nên bác sĩ chưa cho hai em tỉnh hẳn. Sinh hiệu ổn và em hơi sốt một tí thôi ạ. Được nhìn thấy hai em là mẹ vui lắm rồi. Ba mẹ sẽ cầu nguyện cho con nhiều hơn. Nguyên văn chia sẻ của người mẹ nói về quá trình hồi phục sau này của Trúc Nhi, Diệu Nhi, giám đốc bệnh viện Nhi đồng thành phố Trương Quang Định cho biết. Ngay từ khi mà nhận bé từ bệnh viện Hùng Vương về, trong cái giai đoạn sơ sinh cũng trải qua bao nhiêu là sóng gió, điều đó cũng đã làm trăn trở cho cả một ekip. Và trong suốt cái thời gian mà bé nằm tại bệnh viện thì chúng tôi cũng đã tập trung để mà điều trị cũng như là làm như thế nào cho bé có một sức khỏe tốt nhất. Các y bác sĩ đều hết sức chú ý về khả năng nhiễm trùng, nhiễm khuẩn liên quan đến tiêu hóa, tiết niệu, khép khung chậu cho hai bé. Hiện hai bé vẫn dùng hậu môn tạm, bàng quang qua da, chúng tôi sẽ phẫu thuật lại trong vòng 3 tháng nữa. Còn ống dẫn lưu sẽ rút trong vòng 1 tuần. Trong điều trị dài hơn, chúng tôi phải tập vật lý trị liệu. Đây là hai bé gái, còn sinh con để cái về sau nữa là cả một quá trình dài. Chúng tôi sẽ theo dõi hai bé cho đến khi 18 tuổi. Tất cả cái thì hồi trước đều không mất máu, chỉ đến cái phần đục xương thì bất cứ nơi nào mà đã đục xương thì nó đều mất máu. Nên sẽ cố gắng giới hạn tối đa. Như chúng tôi đã thông tin trước đó, Trúc Nhi, Diệu Nhi sinh ngày 6 tháng 7 năm 2019 tại bệnh viện Hùng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Hai bé là bé gái song sinh dính liền phức tạp. Sau khi sinh mổ thành công, các bác sĩ tại bệnh viện Nhi đồng thành phố đã tiến hành theo dõi chăm sóc các bé theo một chế độ đặc biệt. Sau hơn 1 năm chung sống trong cùng một cơ thể với muôn vàn những điều bất tiện không diễn tả bằng lời, Trúc Nhi, Diệu Nhi đã cùng 100 y bác sĩ chiến đấu đầy dũng cảm suốt 12 tiếng trong phòng mổ vào hôm qua, ngày 15 tháng 7 trong cuộc đại phẫu quan trọng của đời mình. Cầu chúc cho hai con sẽ nhanh chóng hồi phục, vượt qua tất cả những khó khăn phía trước để có cho mình cơ thể trọn vẹn như bao đứa trẻ bình thường khác.